Chào cả nhà. Mình mới vừa đi từ công ty về và sau khi vệ sinh cá nhân xong thì luôn tiện mình khoe với các anh chị là trong lúc mình đi travel thì cái hành trang mang theo cho mình là như thế nào. Đây nhá. Rồi đây là cái túi travel của Lê Trinh, mình có sữa rửa mặt, cái máy rửa mặt. Sau khi mình rửa mặt xong thì mình dùng serum vào buổi sáng. Mình dùng kem dưỡng thì mình đem có hai loại kem dưỡng, 35, 22. Có đi chơi thể thao nữa thì chơi thêm cái sunscreen này lên nếu cần. Buổi tối thì mình rửa mặt, sau đó thì mình thoa cái Retinol thần thánh này mà đang làm đình đám, sau đó mình thêm kem dưỡng ban đêm, đó là xong. Còn này là cho nó răng bằng chải của Thủy Trinh, dầu tóc, cái này là để thoa cho môi không bị nứt này, dầu gội đầu, sữa tắm, dầu xả, floss, cái dây chạc cho cái máy này này thoa gót chân, rất là đơn giản, không cầu kỳ. Lotion, thuốc đem theo hầu để lỡ có gì đó thì uống. Rất là đơn giản, không cầu kỳ, chăm sóc da rất là không cần phải phức tạp cả nhà ha. Và mình là mặt mộc, da vẫn luôn đẹp. Nhớ nha cả nhà ha, ai dùng Retinol của Thùy Trinh thì phải đúng theo hướng dẫn của mình thì bao đẹp.